tên lửa lai máy bay không người lái UAV Palyonitsky tầm xa, được cho là vũ khí giúp Ukraine tấn công các mục tiêu nằm trong lãnh thổ Nga, mà không chịu sự hạn chế từ phương Tây. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào cuối tháng 8, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã lần đầu tiên tiết lộ hình ảnh UAV Palyonitsky tầm xa do Ukraine sản xuất, và cho biết Kiev đã sử dụng thiết bị này để tấn công quân đội Nga. Chia sẻ với tờ Kyiv Independent, các chuyên gia đã đưa ra nhiều nhận định khác nhau về vũ khí mới của Ukraine. Theo chuyên gia quốc phòng Andriy Kharuk, UAV Palyonitsky về cơ bản là tên lửa hành trình hạng nhẹ, ông Kharuk cho biết. Nó là một tên lửa hành trình thông thường và cổ điển, một phương tiện bay không người lái, UAV, mang theo tên lửa, và trong trường hợp này là trang bị động cơ tuabin phản lực. Theo hình ảnh được công bố, Palyonitsky là một tên lửa tương đối nhỏ. Lượng thuốc nổ mang theo chỉ khoảng vài chục kg, chứ không phải 400 kg hoặc hơn như các tên lửa hành trình cỡ lớn. Còn theo ông Federico Borsari, tại Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu, CEPA, Palyonitsky là UAV tấn công một chiều, tốc độ cao. Thông thường, tên lửa bay với tốc độ cao hơn so với những gì chúng ta biết về Palyonitsky. Do đó, nó có thể là UAV tấn công một chiều, mang một số đặc điểm của tên lửa. Nó được trang bị đầu đạn phân mảnh, nặng khoảng 20 kg, hoặc mang đầu đạn loại khác, tầm bay từ 500 đến 700 km. Trong khi đó, ông Oleksandr Dmitriev, cố vấn về hệ thống tự động không người lái và công nghệ thông tin cho tư lệnh lực lượng lục quân thuộc quân đội Ukraine, cho biết Palyonitsky có thể được so sánh với tên lửa hành trình. Bạn có thể so sánh nó với tên lửa, nhưng tên lửa có cơ chế điều khiển hơi khác. Ranh giới giữa tên lửa hành trình và UAV Palyonitsky là rất mong manh. Mục tiêu tấn công của tên lửa hành trình không thể được điều chỉnh trong quá trình bay, nhưng Palyonitsky thì có thể. Về cơ bản, đó là sự khác biệt. Cả ba chuyên gia đều có chung nhận định, công nghệ chế tạo UAV Palyonitsky không phải là mới, nhưng Ukraine đã kết hợp được các công nghệ hiện có quen thuộc để tạo ra vũ khí mới có thể tấn công hiệu quả các mục tiêu ở xa nằm trong lãnh thổ Nga. Theo thông tin được tiết lộ, UAV Palyonitsky được trang bị động cơ phản lực và được phóng từ bệ phóng trên mặt đất thay vì từ máy bay hoặc tàu. Tầm bắn chính xác của vũ khí này vẫn chưa được tiết lộ. Nhưng theo đoạn video mà Ukraine công bố, UAV Palyonitsky có khả năng tiếp cận 20 sân bay nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Một trong số đó là căn cứ không quân Savasika, nằm cách biên giới Ukraine gần 665 km. Căn cứ này là một trong bốn mục tiêu bị Ukraine tập kích trong cuộc không lớn quy mô lớn nhằm vào Nga hôm 14 tháng 8. Song Ukraine không tiết lộ thiết bị nào được sử dụng trong cuộc tấn công. Giới chức Ukraine cho hay mất 1,5 năm để chuyển UAV Palyonitsky từ bản thiết kế sang lần sử dụng chiến đấu thành công đầu tiên. Hôm 27 tháng 8, Bộ trưởng chuyển đổi số của Ukraine Mikhail Fedorov cho hay chi phí sản xuất một UAV Palyonitsky là dưới $1 triệu. Con số này rẻ hơn nhiều khi so sánh với tên lửa hành trình KS-101 của Nga, có giá khoảng $13 triệu, nhưng lại đắt hơn UAV cảm tử xá 136 của Nga có giá chỉ $50,000. Vì sao Ukraine cần Palyonitsky? Ukraine bị cấm sử dụng một số vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Điều này khiến Kiev phải phát triển các phương án thay thế. Ông Borsari yêu rằng một vũ khí đủ nhanh để tấn công các mục tiêu như máy bay nằm sâu trong lãnh thổ Nga là rất cần thiết, trong khi các tên lửa hiện có của Ukraine không đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ. Palyonitsky chắc chắn là thứ mà Ukraine cần, nhưng trước đây không có. Neptune, tên lửa hành trình cận âm do Ukraine sản xuất, không có tầm bắn đủ xa. Tokau, tên lửa đạn đạo chiến thuật do Liên Xô cũ sản xuất, có tầm bắn hạn chế và rất lỗi thời, nên dễ dàng bị hệ thống phòng không Nga đánh chặn. Theo các chuyên gia, Palyonitsky sẽ không phải là cây đũa thần, có thể tự mình xoay chuyển cục diện xung đột với Nga, cũng như mang lại ưu thế cho Ukraine. Tuy nhiên, trong trường hợp sản xuất hàng loạt và sử dụng kết hợp với các loại vũ khí khác, Ukraine có thể phản công hiệu quả. Chỉ vài ngày sau thông báo về Palyonitsky, Tổng thống Zelensky cũng tiết lộ Ukraine đã thực hiện thành công cuộc thử nghiệm
đối với tên lửa đạn đạo đầu tiên do nước này tự sản xuất. Đây chính xác là sự kết hợp mà Ukraine cần để đe dọa các mục tiêu quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin. Ukraine đã công bố hình ảnh về loại vũ khí mới được gọi là Pelionitsky, một UAV tầm xa có khả năng tấn công mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Các chuyên gia quốc phòng nhận định Pelionitsky là một loại tên lửa hành trình hạng nhẹ, có khả năng mang theo đầu đạn phân mảnh nặng khoảng 20 kg và tầm bay từ 500 đến 700 km. UAV này có thể được so sánh với tên lửa hành trình nhưng có khả năng điều chỉnh mục tiêu trong quá trình bay. Pelionitsky được kỳ vọng sẽ mang lại lợi thế cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga, cho phép họ tấn công các mục tiêu chiến lược mà không phụ thuộc vào hỗ trợ từ phương Tây.